Nghèo nàn ý tưởng chơi bóng, tinh thần rêu rã, thi đấu bạc nhược, Chelsea dễ dàng bị Leicester City đánh bại với tỷ số 2-0. Những người ghi bàn ở trận đấu này là Wilfred Ndidi và James Maddison. Huấn luyện viên Brendan Rodgers cuối cùng cũng đã có được chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp trước The Blues và giúp đội bóng của mình tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Frank Lampard lại tiếp tục đối mặt với tương lai u ám khi đoàn quân đắt giá của ông gây thất vọng tràn trề. Trong một ngày thi đấu kém duyên của Oliver Haaland và Jadon Sancho, Dortmund đã gục ngã trên sân của Leverkusen. Moussa Diaby và Florian Wirtz là những người đã ghi bàn cho đội chủ nhà. Đội khách chỉ có được một bàn thắng danh dự nhờ công của Julian Brandt. Giành chiến thắng với tỷ số 2-1 giúp Leverkusen leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Còn Dortmund vẫn đứng im ở vị trí thứ tư. Đây cũng là trận thứ hai liên tiếp không thắng của đội bóng vùng Ruhr. Cũng tại vòng 17 Bundesliga, Mönchengladbach có được chiến thắng 1-0 trước Werder Bremen. Hertha Berlin đã thua 0-3 trước Hoffenheim. Mainz 0-5 đã thất thủ 0-2 trước Wolfsburg. Dù Lionel Messi bị phạt nhẹ hơn so với dự kiến rất nhiều, nhưng phía Barcelona vẫn không hài lòng và quyết định kháng cáo. Cụ thể, theo thông báo từ Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Messi sẽ bị treo giò 2 trận. Tiền đạo 33 tuổi sẽ phải ngồi ngoài ở 2 trận sắp tới, bao gồm trận đấu gặp hiện tượng Cornella ở cúp nhà vua và Elche thuộc khuôn khổ La Liga đều trên sân khách. Đây có thể xem là tin vui với Barcelona bởi họ sẽ không mất Messi dài hạn và hạn đối thủ sắp tới cũng không quá đáng gờm. Thế nhưng, phía Barca vẫn tuyên bố sẽ nộp đơn kháng cáo lên Ủy ban kỷ luật vì không chấp nhận án phạt 2 trận dành cho thủ quân của đội bóng. Tuy vậy, theo truyền thông Tây Ban Nha, Barca khó có thể kháng cáo thành công. Theo tờ Marca, thất vọng vì không được trao cơ hội thi đấu, TV Martin Odegaard đã yêu cầu Real Madrid để anh ra đi ở kỳ chủ nhiệm mùa đông năm nay. Odegaard mới chỉ có 9 lần ra sân trên mọi mặt trận ở mùa giải 2020-2021 với tổng số phút thi đấu là 367. Trong 9 lần ra sân, thần đồng một thời của bóng đá Na Uy không ghi bàn và cũng không có được pha kiến tạo nào, dù được Zidane thường xuyên bố trí đá vị trí số 10. Trước khi xuất hiện thông tin Martin Odegaard rời đi, Zidane đã loại tuyển thủ người Na Uy khỏi danh sách đăng ký chơi trận đấu với Akoyano ở vòng 1/16 cúp nhà vua diễn ra vào đêm nay. Hành động của Zidane được cho rằng càng khiến tiền vệ 22 tuổi muốn rời đội bóng bằng mọi giá ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Vào tháng 2 tới đây, Bayern sẽ bước vào hành trình chinh phục danh hiệu thứ 6 của mùa giải 2019-2020 trên đất Qatar. Với tư cách là nhà vô địch châu Âu, Bayern sẽ tham dự giải từ vòng bán kết. FIFA đã tiến hành bốc thăm và tìm ra đối thủ của Hùm Xám, đó là đội thắng trong cặp đấu giữa hai câu lạc bộ giữa đội chủ nhà Al Duhain của Qatar và nhà vô địch châu Phi Al Ahly của Ai Cập. Hiện vẫn chưa xác định được nhà vô địch Nam Mỹ, cũng là đội cuối cùng sẽ tham dự FIFA Club World Cup năm nay. Nó sẽ là đội thắng ở trận chung kết Copa Libertadores vào đêm 30 tháng 1, mang nội chiến Brazil giữa Palmeiras và Santos. Bayern đã từng một lần đăng quang giải đấu này vào năm 2013, sau khi đánh bại câu lạc bộ Raja Casablanca của Maroc ở chung kết. Hiện tại, Liverpool đang là nhà đương kim vô địch giải đấu. Theo chia sẻ của Solskjaer, tân binh 18 tuổi Amad Diallo đang hòa nhập rất nhanh và có thể sớm được ra mắt trong mùa ảo Man United. Dù mới 18 tuổi, nhưng Diallo đã khiến United phải chấp nhận bỏ ra tới 37 triệu bảng. Dễ hiểu khi thần đồng 18 tuổi nhận được sự kỳ vọng lớn lao từ các Manusians. Trong những chia sẻ mới đây, Solskjaer tiết lộ: "Tôi có thể thấy rằng sẽ không còn lâu nữa, Amad sẽ có mặt trong đội hình, có thể không đến 4 hay 5 tuần. Cậu ấy đang hòa nhập rất nhanh và được các cầu thủ khác giúp đỡ. Amad là một cậu nhóc có nhân cách tốt, lịch sự, luôn tươi cười, rất tử tế và làm việc rất chăm chỉ." Theo ghi nhận của truyền thông Anh, ban đầu, ban lãnh đạo đã lên kế hoạch cho Amad Diallo thử lửa ở đội U23 trước. Tuy vậy, họ đã thay đổi suy nghĩ khi tài năng người bờ biển Nga gây ấn tượng mạnh trong các buổi tập với dàn sao đội 1. Cựu tiền đạo câu lạc bộ Real Madrid, Klaas Jan Huntelaar vừa trở lại với Schalke với hy vọng giúp cho Hoàng đế xanh trụ hạng thành công. Về phía Klaas Jan Huntelaar, tiền đạo người Hà Lan cho biết: "Chúng tôi phải giành chiến thắng như trận đấu tới và ghi bàn liên tục để leo lên phía trên bảng xếp hạng. Tôi muốn đóng góp một phần công sức của mình để giúp đội bóng trụ hạng. Schalke 04 thuộc về Bundesliga và trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo rằng đội bóng sẽ ở lại với giải đấu." Hiện tại, Schalke đang đứng ở cuối cùng trên bảng xếp hạng. Sau 16 trận đại đấu, đội bóng này chỉ mới thắng được đúng một trận. Ở vòng 17 diễn ra vào đêm nay, Schalke sẽ chạm trán với Cologne trên sân nhà. Rất có thể Klaas-Jan Huntelaar sẽ được đăng ký chơi trận đấu này.